chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ ba giữa game thủ Ngành và game thủ Lôi Lão Hổ. Và đây là trận thi đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải đấu Quảng Đông Open lần thứ nhất. Giải đấu được tài trợ bởi nhà tài trợ XPG Online, website xpgvn.com. Bạn nào có thể chưa biết về nhà tài trợ thì có thể vào website luôn xpgvn.com để có thể tìm hiểu thêm về nhà tài trợ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục vang ca khúc Khải Hoàn với Hồng Anh, Lôi Lão Hổ. Đó là đối thủ của Hồng Anh ở trận tứ kết ngày hôm nay, tỷ số đang là 2-0. Tầm này chắc là Đăng Dũng đang ngồi ở nhà cũng có một phần tự hào, Đức Thái ở nhà cũng đang có một phần tự hào. Nhưng Đăng Dũng và Đức Thái sẽ ngồi thành hai mâm, chắc chắn sẽ ngồi thành hai mâm sau trận thi đấu bán kết này. Đăng Dũng sẽ vẫy lá cờ Thái Bình, còn Đức Thái sẽ mặc màu áo Game TV. Đó là điều tôi chắc chắn. Vâng, một nạn nhân bất đắc dĩ đó là game thủ Chim Mike đang, nhưng mà thôi không sao, toàn anh em người nhà cả. Thơm đấy à, mùi gì thơm đấy, thơm đấy. Cho lớn nhường cho bé không vậy nhá. Vâng, Đăng Dũng chính là anh ruột của Hồng Anh, còn Đức Thái là anh ruột của Đức Bình. Đấy, vâng, họ Đăng, họ Đức. Đức Bình là ai? Đức Bình. Đức Bình là người anh em mới thằng cái Đức Bình này. Vâng, Đức Bình là người vừa mới được trọng tài xử một cách trắng trợn để có thể vào bán kết. Vâng, xử đúng xử trắng trợn luôn. Trong khi đó Minh Hiếu của chúng ta bị đối xử một cách phũ phàng, hơi đáng tiếc. Thôi không sao, kiểu gì chia mà em không phải lo, cái này em không phải cờ lo. Bài của cái thủ Hồng Anh ở trận thi đấu này ít nhất là bài đủ đồ. Và cũng có xe giò luôn, cách đánh của cái thủ Hồng Anh cứ có xe giò tôi yên tâm lắm. Kể ra thì truy mệnh của chúng ta cũng nghiệp. Hôm qua rơi vào cái team 4-4 không được đánh. Hôm nay oánh chân lực luôn, thắng 9-0 vào vòng đấu loại trực tiếp theo vòng 18 gặp bóng sẻ. Thẳng ra tôi nhường mệnh, tôi về tôi sẽ luyện lại văn ôn võ luyện, kiểu gì tôi cũng luyện lại. Và có giải AC nữa nha, riêng tầm thằng sẻ chỉ có ngang cơ thôi, không bao giờ chuyển cửa dưới. Hêu nhanh. Mà nhá, cần thiết nha, không ở clan này nữa, ra lập clan mới, truy mệnh club. Theo nhanh, là ông chủ một clan mới, truy mệnh club. Ôi, kiểu này tôi ức lắm, ức lắm. Không chịu được. Thêm đôi voi nữa, quay trở lại với trận thi đấu của cái thủ Hồng Anh. Ủa, vâng, con vực. Vâng, bài này là quả đóng BS này rơi sẽ là kiểu gì nó dò dân, dò thêm con vực. Nó tách dân ra làm đôi và đóng chiếc BS sát sát với vị trí con vực ở mặt phía bên này. Còn Hồng Anh thì là, vâng, chơi kiểu tàu tốc hành nó quen rồi, xem quân vận là chỉ thích có VR thôi. Còn mấy ông na đàn, mấy ông đất nện thì mệt lắm, không xem. Quánh rất lâu, còn cứ phê rơ. Thần tượng Hồng Anh đó là phê rơ. Chắc 26-01. Bên kia có lên đời đâu, nhà góc 9 giờ kìa, không lên đời đâu. Con xe giò đã thấy rồi đấy.
Thích đời. Như vậy là 0 cộng 1, 26 thôi, 0 cộng. 0 cộng, 0 cộng, 0 cộng. Cộng thì lại đợi lâu để có thể nâng được cái chặt gỗ thì thôi. Quyết định 0 cộng. Người ta bảo là chết hụt thì hay sống dài. Ông Anh đã vòng đấu loại ở phía bên ngoài đã một lần chết hụt. Xẻ bắt đầu thấy quan ngại rồi đấy. Thấy ông Anh vã cho Lôi Lão Hồ khả năng là 3-0 rồi, bắt đầu thấy quan ngại dần rồi đấy. Đấy xẻ có tầm khoảng nửa tơn cung R thôi, lên đời muộn hơn đời một nửa tơn, lên đời hai nửa tơn nữa là ok. Thế thôi. Con voi tiếp theo đang được câu về với nhà chính. Ủa xà, xà Nguyễn. Vâng, đây con voi mà chim sẻ hay còn gọi là con voi xà Nguyễn. Ủa biết ngay mà thằng này tàu tốc hành lắm, nó vội lắm. Mấy A đấy, 5A đấy, 5A đấy. Không, nhưng mà cái kiểu hệ 5A này xếp Lôi Lão Hổ rất dễ. Nhưng mà cái hệ 5A này đánh con chim sẻ rất khó. Úi giời, sao thế? Khoai. Hệ này rất khó chịu nhá. Vâng, đánh với thằng Lôi Lão Hổ thật là cực dễ. À không, nói thằng này hơi quá đáng. Ông Lôi Lão Hổ rất dễ. Nhưng mà cứ gặp với thằng sẻ mà đánh cái kiểu này là y rằng nó khoai. Cung rờ của thằng sẻ nó làm bằng cái gì ấy? Đúng rồi, quân nhiều khi nó chỉ sắp bằng gỗ không. Cung rờ của nó là cung rờ máu thì Egypt, tốc độ bắn thì AC, mà đam thì đam Hitty. Khó. Đây rồi. Đẹp, 4A Lôi Lão Hổ. Ủa, tay nó bắt đầu ngoáng đấy, tay bắt đầu Hồng Anh bắt đầu ngoáng đấy. Thao tác tay bây giờ như kiểu thao tác đút xèng ở máy. Hồng Anh là một trong những fan ruột của xèng. Từ hôm sáng giờ chưa được đánh xèng hôm nào, ngứa ngáy lắm rồi. Xong hôm nay về là kiểu gì cũng tìm máy xèng. Nào bây giờ thì hạt điều. Không, hai tơn của nó đấy, không phải 5A đâu, hai tơn đấy. Hai tơn đấy, một tơn 3 con, một tơn 2 con đấy. 1-0. À, như vậy là 5A thật. Ui dài, ui dài. Đây nó không, hổ già rồi, quả này hổ già rồi. Mèo già thì hóa cáo, còn hổ già thì cao hổ cốt thôi. Khó mà hóa cáo được lắm. Quả này là hổ cốt thôi. Không có một cái ruộng nào đến từ cái thủ Hồng Anh. Và bây giờ thì sẻ sẽ vào khởi động. Tôi thấy bắt đầu bẻ tay bẻ chân rồi. Bây giờ ra tí nữa ra hiến kế, thằng Hồng Anh muốn giành chiến thắng cho thằng sẻ, không còn cách nào khác, em phải hóa thân thành he he mắt lồi. 3-0 dành cho game thủ Hồng Anh ở trong trận thi đấu bán kết với game thủ Lôi Lão Hổ. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với màn hình máy của game thủ chia sẻ qua phần bình luận của Zidane.